À, nãy là nghỉ rồi hả? Dạ Giờ phải làm hả? Trời, nếu vậy nó nghỉ rồi ngồi dậy. làm cái này cho bác ngồi dậy, bác uống hút thuốc nè. Vậy tính ra nhà bé Hạ sát đây luôn á, qua cái đuổi nó về cho bỏ tật. Điên đúng giờ. Bé nó dễ thương lắm, vui tính lắm. Mấy chuyện dễ thương quá. Để chắc của em 2 năm mấy rồi đó. À. Mẹ hay chị đều cũng dễ thương, vui tính. Nhưng mà trong số chắc là nó là người tưởng tưởng chút nhất. Vậy mà thi đậu 2 trường đại học á, ghê chưa? Hôm nãy nó khoe, không nghe nó khoe à. Nó kêu em đậu 2 trường đại học đó. Chúc mừng em đi. Nặng mụn phí. Đâu ra. Chúc mừng cũng phải thu phí như thường chứ. À, dạ. Gì vậy hả? Cái ngón tay tỏ chị sáng trơn dưới rồi kìa. Bắt đầu gấp. Gách là nó trơn vậy đó. Rồi quay tạm này nha, chị thấy bao tay đó. Giỡn mà nó mắc. Vậy nó mới sốc. Thấy không? Nhất tới nhất lùi chìa bé em. Ghét một cái là nó sao nó cứ vô cái đường trọt hoài. Dạ tại chị tuổi con gắn hả chị bé? Ra đi. Vậy mà nó còn không ra sạch nữa. Tức á. Không lì hả? Ừ. Con lì giả mang. Rồi đó. Tội nghiệp. Gái lên bác ơi, chúc mừng cho bác viên kẹo bác ơi. Lụm nó đang đi như là lụm của vậy đó.
này là cái con đầu đen hả? Nó nằm giống như là cái miếng mài luôn á chị ha. Ủa xe của ai vậy? Ủa còn trong đó hả? Nhưng mà ra ngoài rồi hả? Xe đổi tới luôn bà đi. Thấy chưa? Em á, nặng mụn á, là em nặng vùng nào là em cho sạch vùng đó luôn, chị thấy không? Nhưng mà chị mới vô á, nó kiểu như á, mình nặng chưa, kỹ thuật chưa có tới á, nó còn đau nhiều á. Cái mình cứ nặng, mình cứ nặng, miễn sao nặng sạch, chứ nặng mụn mà được rồi. Chứ tập trung giống như em vậy, sợ, dù như bác chịu đau giỏi không nói, hiểu không? Đó như người khác, mấy đứa con nít á. Mấy đứa con nít á. Tội nó. Nó chạy luôn đi. Thì hai người chạy. Đau đi xong rồi. Nặng đau quá hay sao? Đau mà hôm bữa chị nặng cho thằng cu Hoàng á. Nó nói buồn ngủ mà. Nó nói chị nặng buồn ngủ à. Gặp đúng người nó khác. Dạ hả? Hai người đó chạy luôn. Có một người đó hả? Đã. Ừ. Để chị tới nó chị dụng nó ra ngoài kìa. Nó đã lên. Ừ. Không biết nay còn không hay nhiều khi đi trị hết rồi không chừng. Nó tiết kiệm. Dụng nó qua đây chị. Dụng nó qua. Ủa rồi mời nó qua đi rồi em chỉ chị làm. Okay. Tại vì rõ ràng là chị thấy cái kỹ thuật của em nó nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Không gây chảy máu đúng không? Dụng nó qua cho. Nó cũng thanh niên, cũng nó lớn á, nó mụn á. Ừ. Tự nhiên cái có cái con vô tầm này thế nào. Tức quá. Ây. Lâu nó cũng chai đi. Lâu lâu mấy con dễ cũng phải có con lì chứ. Đâu phải con nào nó cũng dễ cho mình ấy được. Con của Quảng nói chị nặng buồn ngủ. Đâu đau đâu, thấy không? Sao nó không ra vậy bà? Vô cái khớp nào mà nó không ra vậy? Ra rồi đó. Mừng không? Vô chị nói anh đợi em xíu, anh đợi em xíu. Anh chị kêu chồng em mở cửa. Em xíu. Anh ơi. Anh Thanh kêu kìa. Đứng mà nhìn nữa. Chị xử mấy con bả đậu dưới đây nha. Mình cũng y như con mụn gà hôm bữa em chỉ chị á. Từ từ, cho chị xong con đó coi. Chứ không có đâm sâu đúng không? Ừ.
đi muộn vào đúng không? Ừ. Rồi xong bé yêu ơi. Xong chưa bên em bự. Dạ, bự hơn cái này nó cũng y chang luôn hả?